Dù luôn nhận về những lời chê bai đến từ giới phê bình, thế nhưng Venom vẫn luôn là một đứa con cưng của khán giả đại chúng trên toàn cầu. Bằng chứng là hai phần phim đầu tiên đã thu về những con số vô cùng ấn tượng, đó là 856 triệu đô và 501 triệu đô doanh thu phòng vé. Và phần phim thứ ba với tiêu đề đó là Venom The Last Dance cũng đã và đang oanh tạc phòng vé ở khắp mọi nơi. Vậy nên là ngày hôm nay, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Where to Movie. Ngay bây giờ sẽ là toàn bộ diễn biến trong cả 3 phần phim Venom. Đương nhiên là để cho các bạn có thể tiện theo dõi hơn thì chúng mình sẽ sắp xếp lại toàn bộ các tình tiết đã xảy ra trong cả 3 phần phim theo một trình tự thời gian hợp lý nhất. Và bên cạnh đó thì các weirdo đừng quên ghé qua trang fanpage Way to Where Heroverse mà chúng mình đã đính link ở đây để có thể ủng hộ một like cũng như là subscribe cho người anh em thuộc hệ thống kênh Way to Where của chúng mình. Còn bây giờ thì weirdo, go! Bắt đầu với mốc thời gian từ thủa sơ khai của vũ trụ, nơi tồn tại một vị thần cổ xưa của bóng tối là No. Trong nguyên tắc thì No còn là kẻ tạo ra thanh gươm Necrosword mà Gore đã sử dụng trong Thor Love and Thunder. Còn khi lên phim, tạm thời chỉ có duy nhất việc No chính là kẻ tạo ra các symbiote là được đưa lên trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, qua hàng trăm năm, các symbiote đã bắt đầu có nhận thức riêng và chúng đã lật đổ No. Sau đó, giam cầm hắn tại một hành tinh được gọi là Clintar hay lồng giam trong ngôn ngữ của các symbiote. Các symbiote sau đó cũng lưu lạc ở khắp nơi trong vũ trụ để tìm vật chủ mới. Do bên cạnh No lúc nào cũng tồn tại một giống loài khác nữa, cũng do chính hắn tạo ra là Xenophage, thiên địch của loài symbiote. Cách duy nhất để No có thể thoát ra khỏi được nhà tù do các symbiote tạo ra, đó là dùng một chiếc chìa khóa được gọi là Codex, thứ được sinh ra sau khi một symbiote cứu sống lấy vật chủ của mình khỏi cái chết khi cả hai đang cộng sinh với nhau. Tạm gác lại cái mốc thời gian thời nguyên thủy đó, ta tua nhanh đến năm 1996 với Cletus Kasady, một đứa trẻ với tâm lý không ổn định và trong quá khứ đã tự tay giết cả bà và mẹ ruột của mình bằng những phương thức tàn độc. Cletus sau đó cũng đã bị đánh đập một trận như tử bởi bố mình và bị đưa vào trại St. Estes. Tại đây thì Cletus cũng bị tiếp tục hiếp đáp bởi những đứa trẻ xung quanh và sau đó thì rơi vào lưới tình với Francis Parison, một dị nhân với khả năng khuếch đại âm thanh. Cặp tình nhân bệnh hoạn sau đó cũng đã bị chia cắt và Francis bị đưa đến viện Ravencroft, một nơi chuyên dùng để giam giữ các dị nhân. Nhưng trên đường đi, Francis đã bộc lộ khả năng của mình và gây thiệt hại đến thính giác của tay cảnh sát đang chịu trách nhiệm áp giải cô là Patrick Mulligan. Trong lúc hoảng loạn, Patrick đã rút súng và bắn cô một viên chí tử. Nhưng thay vì mất mạng thì Francis lại bị mất một bên mắt và sự thật về sự tồn tại của cô đã bị che giấu hoàn toàn để phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Tôi nhanh đến hiện tại, phi thuyền của tập đoàn kỹ thuật sinh học Life Foundation với người đứng đầu là Colton Drake. Sau cuộc hành trình tìm kiếm những sinh vật ký sinh kỳ lạ ngoài không gian và đang trên đường quay trở về trái đất thì đã bất ngờ gặp tai nạn và đâm sầm xuống phía đông của Malaysia. Dù gần như toàn bộ các phi hành đoàn đã thiệt mạng, nhưng các mẫu vật nghiên cứu thì vẫn còn nguyên vẹn và chúng chính là symbiote. Song, những thành viên của Life Foundation đã bỏ sót một mẫu vật khi nó đã thoát ra ngoài từ trước và ký sinh vào một phi hành gia. Và khi vật chủ đó mất mạng, nó đã ký sinh tiếp vào một cảnh sát đang hộ tống mình và giết chết toàn bộ những người khác trên xe cứu thương. Symbiote cực kỳ hung hãn này, như chúng ta vẫn được biết, chính là Riot. Nó sau đó đã làm loạn ở rất nhiều nơi, từ khu chợ với một cuộc đổ sát diện rộng và rồi đến sân bay, nó đã ký sinh vào người của một cô bé và lên đường quay trở về Mỹ. Cùng với đó thì ta có cái nhìn đầu tiên về nhân vật chính của bộ phim, Eddie Brock, một phóng viên báo vô cùng tiềm năng thuộc tòa soạn Daily Globe ở thành phố San Francisco. Bên cạnh một công việc thuận lợi, Eddie cũng có cho mình một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với cô bạn gái là Anne Wayne, luật sư đại diện của Life Foundation. Tối đó thì sau một đêm mặn nồng, Eddie nhân lúc Anne đang say mềm đã lén mở chiếc máy tính xách tay của cô và phát hiện ra một số sự thật vô nhân tính và phi đạo đức của tập đoàn Life Foundation nói chung và cá nhân của Colton Drake, CEO của tập đoàn nói riêng. Hành động này của Eddie bắt nguồn từ việc sáng ngày hôm sau, anh đã có cơ hội để tiếp cận và phỏng vấn độc quyền với chính Colton, kẻ mà trước đó anh cũng đã xem là một cái gai ở trong mắt với các cáo buộc có liên quan đến thí nghiệm vô nhân đạo lên cơ thể của con người, cũng như là về vụ việc tại Malaysia. Và rồi thì trong lúc phỏng vấn, Eddie bắt đầu vận dụng những thông tin mình vừa có được để móc xỉa Colton vì anh cho rằng đây là việc mà anh buộc phải làm. Đây chính là một hành động ngu ngốc vì nó đã chấm dứt sự nghiệp nhà báo của anh và công việc luật sư của bạn gái, gián tiếp biến cuộc hôn nhân sắp tới của cả hai đi đến hồi kết. Còn Colton thì ngay sau đó đã gặp tin vui khi cả ba vật thể Symbol Gear đã được vận chuyển về San Francisco một cách an toàn.
6 tháng sau, Eddie vì thất nghiệp nên không chỉ lối sống mà tính cách của anh chàng cũng dần bị đi xuống theo thời gian. Và người bạn duy nhất của anh ta lúc này lại là một cô bán báo vô gia cư. Cũng trong lúc đó thì tại Life Foundation, sau một vài tháng trời nghiên cứu, Curtin cùng cộng sự của mình là nhà khoa học Dora Skirt đã phát hiện ra các symbiote luôn cần phải có vật chủ để duy trì sự sống bên ngoài. Nhưng rồi thì trái ngược với mong muốn chậm mà chắc của Dora, Curtin đã thúc đẩy việc thí nghiệm các symbiote này lên cơ thể người, và càng vô nhân tính hơn cả là hắn dùng những người vô gia cư để thực hiện thí nghiệm này, khi mà đương nhiên là không ai có thể qua khỏi. Chướng tai gai mắt, Dora đã đi tìm Eddie, người duy nhất mà từ trước đến nay dám đứng lên nói thẳng vào mặt Curtin để nhờ anh giúp đỡ. Ban đầu thì Eddie đã thẳng thừng từ chối, nhưng sau khi biết được tin rằng bạn gái cũ của mình là Anne nay đã sắp sửa đính hôn, anh lại càng mất thêm động lực sống, nên đành giúp Dora để có thể tìm lại mục đích của mình trên cuộc đời này. Sau khi được cô hỗ trợ để đột nhập vào bên trong Life Foundation, Eddie đã gặp lại cô bạn bán báo vô gia cư kia đang bị giam giữ tại phòng thí nghiệm bí mật của tập đoàn. Không chần chừ, Eddie đã giải cứu cho cô. Nhưng rồi thì cô ta bất ngờ điên cuồng tấn công Eddie. Sự điên loạn này chỉ dừng lại khi mà symbiote đang ký sinh trên người cô thoát ra và xâm nhập vào cơ thể của Eddie. Song, bất ngờ thay, đây chính là lần đầu tiên mà symbiote tương thích với một vật chủ. Eddie đã sở hữu cho mình một sức mạnh siêu phàm và dễ dàng vượt qua đội ngũ an ninh của Life Foundation. Trở về nhà trong tình trạng thiếu ổn định, Eddie đã tự đánh ngất bản thân sau khi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của mình ở trong gương. Sau khi tỉnh dậy, anh nhanh chóng tìm đến Anne để tố cáo Life Foundation. Lúc này đây thì cô đang cùng với vị hôn phu của mình là Dan Lewis đang dùng bữa. Và Eddie đã nhanh chóng khiến cho mọi người mất mặt khi liên tục hành động vô cùng ngu ngốc. Nhận ra tình trạng bất ổn của Eddie, Anne đã đưa anh đến bệnh viện của Dan để thực hiện khám nghiệm tổng quát. Và Eddie đã ngay lập tức phát điên khi được đưa vào máy chụp MRI vì tần số âm thanh của nó. Đồng thời thì cũng không mất quá nhiều thời gian, Curtin cũng đã biết được Dora chính là người đứng sau vụ đột nhập vừa rồi. Sau khi tra khảo xong thông tin về Eddie Brock, Curtin đã bỏ mặc Dora cùng với một vật thể symbiote rồi rời đi. Tuy nhiên thì lúc này đây, Curtin cũng đã mất hết các symbiote mà bản thân đang sở hữu do chúng không có vật chủ quá lâu. Vậy nên, hắn quyết phải bắt sống cho bằng được Eddie cùng với symbiote đang ký sinh trên người của anh. Về phía của Eddie thì sau khi vật lộn với những giọng nói chết tiệt ở trong đầu, anh đã bị tấn công bởi nhóm người của Curtin. Nhưng nhờ symbiote đang ký sinh bên trong cơ thể của mình, Eddie đã hạ gục được tất cả bọn họ. Sau đó, anh còn có một khả năng tổ lái cực đỉnh để vượt qua sự truy bắt của các máy bay không người lái. Và rồi, symbiote kia, hay nói đúng hơn là Venom, cũng đã chính thức lộ diện và giết vài tên trong số bọn truy đuổi kia. Cả hai sau đó cũng đã có một cuộc trò chuyện đầu tiên ở một ngọn hải đăng ngoài biển để làm quen và hù hí với nhau đôi chút. Tương tác xong thì cả hai tiếp tục đi đến tòa soạn cũ của Eddie để tố cáo Life Foundation. Và rồi đã bị chặn đầu bởi một nhóm người cảnh sát. Venom sau đó đã tiếp tục xuất hiện và giải nguy cho Eddie. May mắn là Anne sau đó cũng đã xuất hiện nên thương vong đã không xảy ra. Tại bệnh viện của Dan thì lại một lần nữa, nhờ tần số âm thanh của MRI, Venom đã bị tách ra khỏi người của Eddie. Nhưng Venom cũng đã kịp thời thoát ra ngoài nhờ ống thông gió để rồi nhập vào một con chó và tiếp tục chạm mặt với Anne. Eddie thì ngay sau khi thoát ra ngoài đã bị bắt sống bởi một nhóm người của Curtin. Mặt khác thì Riot, sau mấy tháng trời phiêu bạt, đã tìm đến được Curtin và ký sinh lên người hắn. Nó cũng đã lộ diện ra trong lúc tra khảo Eddie. Nhưng sau khi biết được thông tin về Venom không còn ở trong người của Eddie nữa, Curtin đã để đồng bọn của mình giải quyết anh. May mắn là Venom cùng với vật chủ mới của mình là Anne đã xuất hiện để giải nguy cho Eddie. Và rồi, Venom được quay trở về với vật chủ yêu thích của mình. Còn về kế hoạch của Curtin và Riot, cả hai dự tính sẽ phóng phi thuyền ra ngoài không gian để đến hành tinh của các symbiote và đưa chúng đến trái đất. Riot sau đó đã hiện thân và giết toàn bộ nhà khoa học ở Life Foundation. Mặt khác, Venom vì đã yêu thích trái đất và muốn ở lại đây nên nó đã thuyết phục được Eddie cùng mình để chống lại Riot. Trận đụng độ đầu tiên giữa hai symbiote sau đó đã được diễn ra. Dù Riot đã hầu như chiếm được lợi thế hoàn toàn trong trận chiến này, nhưng nhờ Anne đã bật loa phát thanh nên cả hai symbiote đã rời ra khỏi vật chủ, để lại một mình Eddie và Curtin nên anh đã hạ được gã độc tài. Nhưng rồi thì Riot đã ký sinh trở lại trên người của Curtin và đâm cho Eddie một nhát chí mạng. Cả hai gã phản diện sau đó cũng đã lên phi thuyền để chuẩn bị phóng ra ngoài không gian. Nhưng may mắn thay là Venom cũng đã không bỏ cuộc và cứu sống lại được Eddie. Lúc này, với việc Riot đã ở bên trong tên lửa, Venom ở bên ngoài dễ dàng phá hủy nó và thiêu rụi Riot ở bên trong. Sau sự kiện này, Eddie và Anne đã giữ mối quan hệ bạn bè với nhau, và Anne cũng đang nghĩ rằng Venom đã chết.
nhưng rõ ràng là cặp đôi vẫn sống khỏe cùng nhau. Ngoài ra thì sau các biến cố kể trên, việc lật mặt được Cotton cùng tập đoàn Life Foundation đã giúp cho Eddie có lại được công việc phóng viên của mình. Và lúc này, anh đang trong một cuộc phỏng vấn với tên sát nhân bệnh hoạn Cletus Kasady. Cletus chính là kẻ đứng sau những vụ giết người hàng loạt đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Nhưng công cuộc điều tra đang trở nên bế tắc khi cánh cảnh sát không có cách nào tìm ra được thi thể của các nạn nhân đã bị Cletus giết hại để kết tội hắn. Không còn cách nào khác, Mulligan đành phải tìm đến Eddie và yêu cầu anh đến đó để tiếp tục phỏng vấn hắn. Vì Eddie là người duy nhất mà hắn chịu mở lời kể từ sau khi cuộc trò chuyện vào năm trước. Và rõ ràng là chúng ta cũng thấy được tính cách của Mulligan có phần hơi khô khan, nên Venom cũng không thích anh ta cho mấy. Nhưng may mắn là Eddie đã cản lại được cơn đói của anh bạn trong người của mình. Đến với nơi giam giữ Cletus, ngoài những thông điệp lệch lạc mà hắn muốn truyền tải lên trang nhất của tờ báo cho cô bạn gái Francis của mình ra, thông tin về nơi giấu xác nạn nhân vẫn còn mù mịt. Trong lúc quay ra, Eddie cùng với Venom đã nhìn thấy được toàn bộ căn phòng với những hình vẽ nguệch ngoạc của Cletus ở bên trong. Và chính nhờ những manh mối này mà Venom đã giúp cho Eddie khám phá ra được nơi mà Cletus đang che giấu tội ác của mình. Từ đây, cuộc đời phóng viên của Eddie ngay lập tức lên hương, còn Cletus thì đương nhiên là phải đền tội. Song, dù thăng tiến trong công việc là thế, nhưng Eddie vẫn phải đau đầu với việc anh bạn bên trong người mình liên tục than đói, cảm thấy khó chịu vì chỉ có thể ăn thịt gà và chocolate thay vì là thịt người. Vui vẻ về việc thành công đã trở lại với mình chưa được bao lâu, thì ngay lập tức anh nhận được tin sét đánh rằng Anne đã chính thức đính hôn với Jen. Venom vì đã đồng hành lâu với Eddie nên cũng rất hiểu chuyện. Nó đã an ủi anh, làm bữa sáng và hết lòng mua vui cho Eddie. Mặt khác, ngay sáng ngày hôm đó, thì trước cuộc tử hình của Cletus, hắn đã gửi một lá thư cho Eddie để mời anh đến gặp mình một lần sau chót. Và ở cuộc gặp mặt đó, Cletus đã liên tục buông lời chửi rủa và lăng mạ Eddie. Điều này đã vô tình chọc tức Venom và nó ngay lập tức tấn công hắn ta. Nhưng rồi thì ngay sau đó, Cletus đã tiếp cận được với Eddie và cắn anh một phát ở tay, gián tiếp nhận lấy chút máu ở bên trong người của anh. Với những hành động thiếu kiểm soát liên tục nối tiếp nhau của Venom, Eddie và Venom đã đánh nhau một trận ra trò và sau cùng thì Venom đã bị tách ra khỏi người của Eddie khi anh bật chuông báo cháy. Symbiote trẻ trâu của ta thì sau đó đã ký sinh lần lượt hết người này đến người khác để vừa phá phách Eddie vừa để mua vui cho bản thân mình. Tuy nhiên thì Venom đã không thể tìm ra được một vật chủ nào thích hợp nên đã ngay lập tức bị đuối sức và phải tìm đến sự trợ giúp của bà Chen. Về phía Cletus, cuộc tử hình đã được diễn ra với hình thức tiêm thuốc độc. Nhưng ngay lập tức, Symbiote ở bên trong người của hắn là Carnage, thứ được sinh ra từ vết máu của Eddie và Venom, đã trỗi dậy và cứu sống gã ác nhân. Sau khi thoát khỏi xích trói, Cletus và Carnage tàn sát mọi viên cảnh sát ở trại giam, phóng thích tên sát nhân tàn độc. Eddie sau đó cũng đã biết được tin này từ Mulligan và nhận ra rằng mình sắp bị trả thù. Nên, anh đã tìm hiểu thêm thông tin từ lá thư của Cletus mà hắn đã gửi trước kia để đón đầu hắn ta. Và những manh mối đó đã dẫn Eddie tới St. Estes. Và tại đây thì Eddie đã phát hiện ra một cái cây có khắc lên đó hình trái tim cùng những chữ cái là CK cộng FB. Vì không hiểu gì cả nên Eddie đánh báo lại việc này cho Mulligan và ông đã ngay lập tức biết được kế hoạch của Cletus. Lúc này thì gã ác nhân đã cùng với sức mạnh mới của mình tìm ra được vị trí mật đang giam giữ Francis và xông thẳng vào Ravencroft, giết toàn bộ các nhà khoa học ở đó và giải phóng cho bạn gái. Cặp đôi sau đó đã ngay lập tức làm loạn và khiến cho cả San Francisco phải khốn đốn. Tuy nhiên thì Francis và Carnage không mấy hòa hợp khi khả năng khuếch đại âm thanh của cô ta đã khiến cho Symbiote kia cảm thấy khó chịu. Lúc này, không biết bám víu vào manh mối nào, Mulligan đã gắn mọi tội lỗi lên người của Eddie. May mắn là anh sau đó cũng đã được trò chuyện với Anne và nhờ cô tìm kiếm Venom để cho cả hai có thể giảng hòa. Và sau bao nhiêu là gian nan, hai con người oan gia ngõ hẹp đã tái hợp lại được với nhau và bắt đầu lên đường truy tìm Cletus. Ở một diễn biến khác thì Mulligan đang bị Cletus bắt sống để làm quà cưới cho cô bạn gái. Anne cũng đã bị Francis bắt cóc đi để buộc cho Eddie phải xuất hiện. Và tại buổi lễ thành hôn của cặp đôi phản diện, Eddie cùng với Venom đã tới. Nhưng rồi thì ngay sau khi thấy màu sắc của đứa con mình là màu đỏ, Venom đã ngay lập tức rút về. Eddie chỉ còn cách đồng ý cho Venom có thể ăn thỏa thích đầu người thì nó mới chịu tiếp tục xuất trận. Nhưng đương nhiên là Symbiote yếu nhất hành tinh đã không phải là đối thủ của một Carnage cực kỳ hung bạo. Venom cùng với Eddie đã nhanh chóng bị áp đảo hoàn toàn. Tuy nhiên thì phe phản diện cũng có chút rắc rối khi Carnage cùng với Francis lại tiếp tục cãi vã bởi thứ sức mạnh oái oăm của cô. Mulligan cũng nhân cơ hội đó mà chạy trốn. Nhưng rồi thì ông cũng đã bị Francis bắt lại và trả thù về việc con mắt của mình.
Trận chiến của hai symbiote có vẻ như đang diễn ra quá một chiều, nhưng Jen sau đó đã xuất hiện và tới xăng lên để đốt Carnage. Ấy vậy, sự giúp đỡ đó đã không ăn thua và anh chàng cũng đã xém mất mạng nếu như không có sự yểm trợ của Venom. Cả hai symbiote sau đó cũng đã tự thu mình vào bên trong vật chủ bởi tiếng chuông nhà thờ đã vang lên. Nhưng khác với cuộc đụng độ với tay CEO ốm yếu là Cotton, Cletus lại là một kẻ điên đích thực, nên Eddie đã biết cửa khi đánh tay đôi với hắn, buộc cho Venom phải thay phiên để giúp anh. Mặc cho những nỗ lực đó của cả hai, Venom vẫn không phải là đối thủ của Carnage. Sau khi đã phế đi mọi khả năng di chuyển của Eddie cùng với Venom, Cletus đã bắt lấy Anne và đưa lên đỉnh tòa tháp. Và tại đây thì xung đột giữa Cletus và Carnage đã nổ ra bởi sự xuất hiện của Francis. Nhận ra kẻ thù đang bị phân tâm, Venom cùng Eddie quyết định vùng lên lần cuối và đã xuất sắc cứu lấy được Anne và đưa cô xuống bên dưới an toàn, bất chấp mọi đòn tấn công từ phía trên của Carnage. Tưởng như sau khi đã cứu được Anne thì Venom và Eddie sẽ phải chấp nhận thất bại. Nhưng Venom đã nhanh trí nhận ra rằng Francis vẫn còn ở đó nên đã đánh văng cô ta xuống, buộc cho ả phải phát huy sức mạnh của bản thân, khiến cho cả hai symbiote văng ra khỏi người vật chủ. Cả Eddie và Cletus sau đó đã rơi tự do xuống, nhưng nhờ có Anne và Jen mà Venom đã có thể trở về người của Eddie để cứu lấy anh. Carnage thì ngược lại, đã không kịp ký sinh vào người của Cletus nên cả nó và kẻ sát nhân đã bị Venom ăn thịt. Còn số phận của Francis cũng không khác gì so với người bạn trai. Mọi chuyện kết lại với việc Eddie nói lời chia tay và chúc phúc cho cặp đôi Jen và Anne. Đồng thời thì ở trên đỉnh tòa tháp, chúng ta thấy được rằng Mulligan đã có cho mình một sức mạnh mới gì đó với đôi mắt màu xanh lam đang lóe sáng lên. Về phía của Eddie và Venom, cả hai lúc này đây đã khăng khít hơn bao giờ hết. Nhưng họ phải đào tẩu đi nơi khác để tránh việc bị truy bắt do các sự kiện lùm xùm đã diễn ra trong một khoảng thời gian vừa qua. Kỳ nghỉ của cả hai đã bị gián đoạn bởi những sự kiện trong No Way Home đã đẩy cho Eddie và Venom đến với vũ trụ của MCU. Và sau khi kết nạp vào trong đầu 7749 thông tin khác nhau về Thanos cũng như người nhện, Venom cùng Eddie đã ngay lập tức được trả về vũ trụ gốc của mình và hiện họ đang ở Mexico. Sau các sự kiện đã xảy ra với Cletus và Carnage, Eddie hiện đang bị ghép tội giết hại thanh tra cảnh sát Mulligan. Vậy nên không còn cách nào khác, mục tiêu của cả hai hiện tại là hướng thẳng đến New York để tìm cách minh oan cho bản thân mình. Cùng lúc đó thì ở một nơi xa xôi ngoài vũ trụ, các Xenophage đang theo lệnh của Null trực tiếp nhắm thẳng đến trái đất để truy tìm Codex, thứ hiện tại được sinh ra và đang nằm trong cơ thể của Eddie và Venom sau khi symbiote này đã cứu mạng vật chủ bởi cú đâm chí mạng của Riot trong phần phim đầu tiên. Song, không chỉ có Xenophage là đang nhăm nhe hướng về bộ đôi, mà Rex Strickland, một người lính làm việc cho phòng nghiên cứu Imperium thuộc khu vực 51, quân khu bí mật của Hoa Kỳ, nơi hiện tại cũng đã chuẩn bị dừng hoạt động do các hoạt động nghiên cứu symbiote tại nơi đây vẫn không hề có tiến triển. Ngoài ra, thanh tra Mulligan hiện đang được biết đến là vẫn còn sống và đã trở thành một trong những vật chủ thí nghiệm ở bên trong trung tâm nghiên cứu này. Điều đáng nói ở đây là các nhà nghiên cứu tại Imperium đã tiết lộ Mulligan còn sống là nhờ vào một symbiote đã ký sinh vào người ông trong trận chiến giữa Venom và Carnage. Tuy nhiên, symbiote đó đã rời khỏi cơ thể của ông, buộc cho các nhà khoa học phải cho ra một symbiote khác vào cơ thể của Mulligan để duy trì sự sống của ông. Hai nhà nghiên cứu tâm huyết nhất với các dự án symbiote này tại Imperium chính là Teddy Payne và Sadie Christmas. Trở lại với cặp đôi Eddie và Venom, sau khi đã cho Venom ăn tối no nê, cả hai dự định sẽ đi ké một chiếc máy bay thẳng tiến đến New York. Song, vì Venom đã hiện hình, Xenophage đã phát hiện ra nó và ngay lập tức lao đến để tấn công cả hai. Nhờ cánh quạt máy bay xé xác con quái vật mà bộ đôi mới có thể tạm an toàn, đáp xuống một hoang mạc ở giữa ranh giới của Hoa Kỳ. Nhưng Venom giờ đây cũng đã phải hạn chế việc biến hình để tránh đi sự săn lùng từ thiên địch. Về phần của con Xenophage, dù đã bị xé toạc thành nhiều mảnh, nhưng nó vẫn có thể hồi phục và tiếp tục đi săn đuổi Codex. Những tưởng biến cố đã qua đi, Eddie và Venom tiếp tục bị nhóm của Rex tấn công và khiến cho Venom văng ra khỏi cơ thể của Eddie. Dù hơi khó khăn, nhưng cuối cùng thì Venom cũng đã kết hợp được với Eddie và buộc Venom phải hiện thân để bảo vệ anh. Điều này lại tiếp tục kéo Xenophage đến và nó đã giết hết quân của Rex. Còn Eddie thì âm thầm rời đi khỏi hiện trường. Anh sau đó gặp được một gia đình theo chủ nghĩa hippie của Martin Moon đang trên đường đến khu vực 51 nên đã xin đi cái cùng và đến được Las Vegas. Lúc này, sau khi thất bại và trở về trong sự tức giận, Rex đã được symbiote đang ký sinh trong cơ thể của Mulligan hé lộ tất tần tật những thông tin có liên quan đến Null, Codex và Venom. Nhưng trái ngược lại với Teddy và Sadie, Rex cho rằng việc giết Eddie và Venom mới là điều tất yếu để bảo vệ trái đất khỏi Null. Còn về phía cặp đôi báo thủ, Eddie và Venom khi đến Las Vegas
họ đã gặp lại được bà Chen và vì vui quá trớn, cả ba đã kéo Xenophage đến làm loạn. Trong lúc bất cần, Venom đã bị quân của Rex đánh úp và tách ra khỏi cơ thể của Eddie một lần nữa, và cả hai cũng đã bị bắt sống đi. Tại Imperium, Sadie đã cố tình tiếp cận với Venom vì không đồng tình với hướng đi của Rex. Và ngay khi Rex bắn chết Eddie, Venom trong người Sadie đã lao ra để cứu sống anh một lần nữa. Điều này ngay lập tức thu hút Xenophage đến với khu vực 51 và nó đã khiến cho mọi thứ rối tung lên. Symbiote trong cơ thể của Mulligan cũng đã lao ra để bảo vệ Venom cùng Eddie, nhưng đã bị giết hại mà không thể nào phản kháng được. Tất cả các Symbiote khác trong Imperium cũng đã được phóng thích và tất cả đều tìm được vật chủ gần nhất để cùng nhau chống lại Xenophage. Nhưng do bản chất là thiên địch, các Symbiote đã không có cách nào giết được Xenophage. Ngay cả khi Rex quay xe để cùng quân đội giúp Venom cùng đội quân Symbiote, thì con Xenophage này cũng đã cho thấy bản thân nó bá đạo ra sao. Chưa kể đến là khi xác nhận được sự hiện diện của Codex, Null đã gửi đến trái đất thêm vài ba con Xenophage nữa, khiến cho tình cảnh của trái đất tại khu vực 51 lúc này đây là cực kỳ khó khăn. Không còn cách nào khác, Venom nhận ra rằng phải tiêu hủy Codex thì mới bảo vệ được trái đất, và cuối cùng Eddie cũng chấp nhận với kế sách này. Xong, Venom lại tự mình kết dính với tất cả các Xenophage khác và hướng thẳng vào bồn phun acid để tiêu hủy. Còn Eddie thì lại được Venom ném ra xa để giữ an toàn. Sau khi nói lời tạm biệt với Eddie, Venom cũng đã ra hiệu cho Rex, người hiện tại cũng đang bị thương rất nặng và buộc phải tự hủy bằng lựu đạn ở bên mình. Và thế là một vụ nổ sinh học khổng lồ đã xảy ra, tiêu hủy hoàn toàn Venom cùng các Xenophage. Giữa lúc nguy cấp, Teddy đã liên kết được với một Symbiote đặc biệt với siêu tốc độ và đã cứu được cô cùng với Sadie ra khỏi vụ nổ. Sau các sự việc kể trên, Eddie giờ đây được chính phủ xóa sạch tội danh để làm lại từ đầu với điều kiện phải giữ kín những gì đã xảy ra ở khu vực 51. Venom The Last Dance khép lại với hai phân cảnh after credits sau. Đầu tiên là Null đã bắt đầu trỗi dậy và lăm le đe dọa đến sự tồn vong của cả vũ trụ. Tiếp theo đó, một phần cơ thể của Venom đã được Rex thu thập tại quán bar ở đầu phim được cho là vẫn tồn tại, báo hiệu rằng Symbiote lắm mồm này vẫn có thể còn sống. Và đó chính là những gì đã xảy ra trong toàn bộ cả 3 phần phim Venom. Với một cái kết còn khá lấp lửng như thế này thì Bonnie tin rằng hành trình của Venom vẫn chưa kết thúc tại đây, mặc cho việc Tom Hardy đã nói lời chia tay với thương hiệu phim này. Nhưng mà đến RDJ còn quay trở lại MCU được thì có cái quái gì không thể xảy ra được cơ chứ? Ok, quay trở lại vấn đề chính thì các bạn nhớ để lại một like, share và subscribe cho kênh YouTube Way to Weird Movie. Còn bây giờ thì vẫn như thường lệ, Way to Weird out.